Chào mừng anh chị em đến với đêm thờ phượng, thế hệ thờ phượng dấy lên. Kính chào quý mục sư, các hội thánh và anh chị em. Hơn một thập kỷ mục vụ Nixie United phục vụ Chúa trong âm nhạc thờ phượng với khải tượng thêm lên người thờ phượng hướng đến sự phấn hưng. Cảm ơn Chúa, quả thật Đức Chúa Trời đã và đang dấy lên người thờ phượng ở các thế hệ, các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Vào 19 giờ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 11 này, chúng tôi mời anh chị em cùng đến để thờ phượng Đức Chúa Trời, ca ngợi công việc vĩ đại của Ngài, cùng nhau cảm tạ Chúa về việc Ngài làm và cùng nhau để cam kết sống cho Chúa Giêsu, sống ích lợi cho công trường nhà của Chúa và sống ích lợi cho đất nước Việt Nam. Sẽ là một hội trường lớn với nhiều chỗ ngồi cho anh chị em, nên hãy đến và đừng quên đem theo bạn của mình. Cùng nhau, chúng ta hãy tôn cao danh Chúa và công việc của tay Ngài. Hẹn gặp anh chị em vào 7 giờ tối ngày mùng 2 tháng 11. Hãy là thế hệ thờ phượng được dấy lên. Amen.